xin chào các anh chị nhà tư thì vào đi trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy à, thì nói chung là nếu chúng ta nhìn về khía cạnh là cái giá đóng cửa của chỉ số và đi thì chỉ đơn thuần là giảm 1,5 điểm thôi đúng không thì cũng có thể xem là quanh quanh năm chiếu mà đâu có nhất nhất gì nhiều đó mà vậy thì hôm nay chúng ta cần chú ý là chú ý gì chú ý về những cái cách thức dao động và rung lắc của thị trường trong phiên à, nhìn qua chỉ số thì chắc cũng thấy cái phần rút chân nè đúng không nhìn chặt 15 phút đi thì thấy rõ hơn ha buổi sáng thì bình thường thôi có tăng lên đúng không có bò bò đi lên mở cửa ra giao dịch quanh quanh tham chiếu kéo lên phát nhưng mà từ một giờ rưỡi chiều đạp ngược xuống 2 giờ đạp thêm cú nữa rút chân lên kéo ngược lại rung rắc thêm một lần nữa vào cuối phiên và atc cuối cùng đóng cửa gần cả nhất phiên đúng không đây là về chỉ số hiện chung nha còn đương nhiên là sự phân hóa của mỗi dòng mỗi mã cổ phiếu thì đương nhiên nó cũng sẽ có những sự khác nhau nhất định, nhưng mà về cách thức hoạt động thì nó sẽ đều giống nhau. Hôm nay nếu mà nó áp lực về cái biến độ thì không thật sự gọi là nhiều tại vì lúc mà chỉ số mà nó đạp xuống thấp nhất hôm nay là bao nhiêu? 1 2 3 6 đúng không? 36.97 là cứ cho là 37 đi, 1 2 3 7 đi. Thì thật ra cổ phiếu trên thị trường nó cũng chỉ giảm đâu đó khoảng tầm là 1 đến 2% thôi, cũng chả đáng bao nhiêu. Nhưng cái thứ mà họ đánh vào là gì? Là ý cạnh về mặt tâm lý đúng không? Hôm nay chắc chắn rằng sẽ có hai nhóm đối tượng họ sẽ bán ra trong phiên ngày hôm nay. Thứ nhất là những người còn sót lại còn cầm cổ phiếu, đúng chưa? Khi nó hồi phục lên, họ thấy hồi phục thì họ vẫn đang kỳ vọng và vẫn đang quan sát. thì hôm nay nó rung cái là có khả năng họ sẽ bán. được chưa? Cái thứ hai là một số ít người, đương nhiên là không nhiều đâu, là họ bắt đáy thành công. Hôm nay nó rung cái có khả năng họ sẽ chốt ngắn ra, đúng chưa? Đây là hai đối tượng mà sẽ canh bán trong phiên ngày hôm nay còn những cái người mà họ mới bán gần đây theo những cái nhìn thanh khoản của thị trường nè hoặc là nhìn theo những cái số liệu mà em biết á thì họ vẫn chưa mua lại đâu chứ đó là một yếu tố tích cực có nghe là hôm nay là gì có lên có tăng có chỉnh và có rủ trên đường tăng trên đường hồi phục trở lại là một điều gì đó rất tích cực à cái quan trọng là khi nó đóng cửa vẫn tốt rủ bỏ có yếu tố rủ bỏ nhẹ là ok tại vì thanh khoản thị trường đã cao đâu mấy cái ông mà hô bán đang chờ về ngàn hai đồ mà thì mấy ông đã mua lại đâu mà đúng chưa đa phần là những cái người nào đã vào có chứ có những người họ nắm bắt cơ hội vẫn và vào chứ thì nó sẽ rủ những người đấy hoặc là những người đang còn sót lại hay vẫn còn cổ cổ phiếu à thì họ sẽ bị đánh tâm lý trong phiên ngày hôm nay à, còn ví dụ như đối với hệ thống nguyên đi thì quan điểm hệ thống nguyên nó vẫn vậy và hệ thống nguyên cũng không làm gì trong phiên ngày hôm nay nói chung là trong vòng bốn năm phiên này cũng chả làm gì à, cái quan điểm tiêu chí của mình là gì thị trường á cổ phiếu mà cứ thú 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 số xấu, xấu rồi đó À, về những cái vùng mà mình thấy ok á à, thì mình canh mua mua thêm rồi vậy thôi còn thị trường nó đang trên cái đà đi lên phục thì em có nói với anh chị chia sẻ trong những cái buổi like gần đây hoặc là video gần đây mình sẽ tập trung quan sát về cái cạnh cung cầu nhiều hơn coi coi là những cái người mà họ bán nó rồi á họ có mua lại hay không cái độ vô mô thị trường quay trở lại nó đã có hay chưa nếu chưa có thị trường nó sẽ bò bò lên ngoài luôn nó rung rủ trên đường tăng nhưng nó sẽ bò lên tiếp còn nếu như thanh khoản bắt đầu đột biến trở lại đúng không bắt đầu dòng tiền quay quay ngược vô lại mua à là khi đã bắt đầu mới xảy ra điều chỉnh tiếp nha đó là nguyên lý rồi anh chị cái này là mình flexible và mình quan sát cung cầu thôi mình vô ha nhờ yên tâm theo thông số cho biết chưa mua lại đâu bạn hết trơn không hề mua lại mấy anh này cũng chả thấy mua lại gì ha rồi những cái thông tin mờ zin mờ đồi vậy đó thì xin chia sẻ với anh chị luôn là gì là bên VBS đa phần chỉ làm việc với những khách hàng cá nhân có nghĩa là anh chị đó chỉ hỗ trợ và phục vụ cho khách hàng cá nhân thôi không có làm ăn với tổ chức thì hầu như là đang dư tiền rất là nhiều mới đi học lên luôn nè dư tiền rất nhiều mờ zin dư thì mấy ông bán ra mấy ông có mua lại đâu mà mờ zin mà có à anh Dung Ha còn những cái báo chí đồ đăng đó là dư nợ mà dinh cao ở các công ty gì đó xin thưa đó là những công ty khác làm ăn với tổ chức và như em có chia sẻ đúng không cái này em nói mấy video rồi đấy có một chị là trong hệ thống em là có cho vay cho tổ chức đúng không được cấp thêm tín dụng rồi này kia rất là nhiều hầu như có nghĩa là đang những khách hàng tổ chức trên thị trường là họ đang được bơm tiền hoặc là vay thêm tiền để đỡ giá cổ phiếu đúng chưa còn tiền ở cá nhân hầu như là thoát ra không hề có trạng thái mua lại thì căng ở đâu ra đúng không lương tiền tôi tuột đây nè mà vừa dinh ở đâu ra mà co hả đúng ạ à? nói bao nhiêu lần anh chị nha đó vậy thôi họ nhìn sơ thị trường nè ngân hàng này rất tốt ha đóng cửa ngược lại cao nhất phiên đương nhiên chúng sẽ có con tăng con giảm dụ như city thì lại đỏ nhẹ nè đúng không con BVB này thì lại có trạng thái vẫn chưa cân bằng hẳn ở đây. À, còn về đa phần những cổ phiếu khác của dòng ngân hàng hôm nay xanh rất tốt ha. Có MB tăng gần 2% và cuối phiên rất là ok. Nói chung dòng ngân hàng thì nó vô thưởng vô phạt thôi. Và em nói thẳng luôn dòng ngân hàng chúng ta vẫn là phải nuôi. Tại vì thị trường á, dòng ngân hàng thật sự mạnh là khi nó phải vượt được hết tất cả những vùng kháng cự và đi vào những cái sóng chính. Thì dòng ngân hàng sẽ là dòng mạnh nhất chắc chắn là như thế rồi còn thị trường mà vẫn đang trong những cái biên xe quay vòng lên vòng xuống thì ngân hàng nó rất là ổn định thôi có nghĩa là đạp thì thì bữa mấy ông nào mua mua đu mua nổ thì mấy ông lỗ chứ người ta mua nền thì cũng chả thế cũng có lời lỗ gì thêm đâu đúng không mà không lời lỗ gì thêm cả nói chung mà bữa thì cũng vậy lỗ thì cũng trả lỗ mà là lời thì cũng không lời cũng nằm ngay đó thì cái biên độ ngân hàng nó rất là nhỏ đúng không ví dụ em có chia sẻ anh chị là tại sao mít cáp đó hồi thì nó giảm 17 phần trăm nó phải hồi chứ đúng không nhiều anh chị nhìn cũng bâu nè em nói đúng không nè nó hồi nè nó hồi một cái biên trong ngắn hạn rất là cao đúng chưa ví dụ như anh chị nhìn những cái dạng trạng thái là nó hồi ngược lên một phát là nó có thể hồi từ 9 đến 10 phần trăm khi nó đã chiết khấu từ 15 tới 17 trăm đúng không chứ giờ ngân hàng anh chị tính thì nó giảm về cái nền ông nào đu thì mấy ông nó lỗ bốn năm trăm chứ mấy ông không đu mấy ông có lỗ đâu nó có chiết khấu gì thêm đâu thì lực nén lò xo so có đâu mà đòi bật thì nó cũng nằm trong cái biên đó thôi cái ông nào mua đu ông nó đi hình dung ha đó còn những cổ phiếu nào có chiếc khấu thì sẽ có hồi phục ha thậm chí hôm nay á dòng dầu khí nó còn có những cái nhịp rũ xuống nữa nè đúng không nhưng mà trong biên là được em có nói với anh chị mình trong room của em á là anh chị để ý đi đầu tháng 8 đầu tháng mới nó sẽ là những cái điểm khởi sắc của và mình anh chị chú ý nha chú ý cái móc này giúp em nha có thể nó sẽ lình xình thêm ngày mai nữa nhưng mà đầu tháng 8 nó sẽ khởi sắc gọi là tuần sau lưu ý ha nhớ kỹ giúp em rồi nhìn sơ cổ phiếu chủ đi Hôm, nay em cũng có một con tăng là Vinamilk Vinamilk thì nói bao lần À Đúng chưa Tôi nói anh chị chưa Anh chị lo nhìn chỉ số anh chị có thấy gì đâu Chỉ số che mờ mắt anh chị rồi Sao anh chị nhìn ra được những cái vùng này Đúng không Nó rung lắc nó có giảm đâu Thì nó lên nè Thấy đánh ba vòng chưa Một vòng đây Hai vòng đây Ba vòng đây Sao được không Có ý kiến gì nữa không À, chỉ số che mờ mắt rồi sao thấy được cái gì nữa đúng chưa rồi dụ mình nhìn con vít này nhìn cũng được nè giống như con ma san em có nói bữa rồi ha rồi một con em để ý là con pin nè anh chị mình có thể chú ý cho một vài phiên sau nè được đấy nhìn ok đấy con gát nhìn cũng đẹp nè à, cân bằng dưới như này đẹp dễ nổ một cây À rồi hôm nay dòng phân bón có những nhịp điều chỉnh Thì đơn giản thôi nè Nó hồi nó, nó giảm từ đây xuống 15-17% Nó hồi lên 10% mới cho nó chỉnh chứ Đố mà ta nói Mấy ông thấy nó hồi nhanh đó, Mấy ông tin tưởng vô nó Mấy ông đu vô đi là nó chỉnh lại lần nữa à, Cái quy tắc thị trường nó là như vậy à, Cái lúc mà hoảng loạn thì mấy ông cắt Tới lúc nó hồi lên mấy ông đu vô lại là dính na Dabaco nè ông Giảm xuống từ đây xuống đây 17-18% à, 23% thì không bắt đúng không không ai dám bắt hết nó hồi lên cho hai ba cây đu vô cái nó làm cho một cây nữa nó test lại cái phần đáy trước chết ngắt thấy chưa à, nhưng mà hôm nay dabaco là em thấy là bị bán chủ động nha à, chưa biết như thế nào nhưng mà để coi những phiên sau cmx nè cũng bị bán chủ động từ sáng có nghĩa là những con này nó có vấn đề dung ha anv chung dòng nè vhc chung dòng cũng không bị chỉ có hai con này bị thôi rồi chứng khoán nè, chứng khoán thì bình thường ha, chứng khoán vẫn dao động. Những con nào giảm rồi thì nó vẫn vậy, những con nào mà lên xình bên dưới thì vẫn thế. ha à, hôm nay test lại kỳ cung đẹp nè. Vì sao rất dễ bùng nổ ngược lên trở lại nha, đặc biệt là những con chứng khoán lớn. Chứng khoán nhỏ cũng có khả năng bùng nổ lại. Ví dụ HCM nhìn cũng đẹp nè. Ừ. Hướng lên lại. gì ha? Cái chứng biến động chung là nó sẽ có mà từ đây giảm đây rồi, ví dụ như anh chị bây giờ anh chị nhìn những dòng này đi những con chứng khoán nhỏ đi em cảnh báo chị ở trên chứ bây giờ nó giảm rồi mà bây giờ mà em đi cảnh báo rồi, nó giảm tiếp thì nó kỳ đúng không ví dụ như ta nói rồi từ trên đây là không chơi chứng khoán nhỏ mà giờ xuống tới đây mà đi chê nó nó bật lên lại rồi bắt đầu hỏi ui bán ngay đáy rồi này kia à đúng chưa đã nói rồi từ trên đây là cảnh giác những cái dòng chứng khoán nhỏ đi còn xuống dưới đây là còn cái gì nữa đâu mà cảnh giác à, cửa hồi nó vẫn hơn chứ anh dung ha Thép nào hôm nay cũng chỉnh nhẹ lại nhưng mà cũng không đáng kể. Thép hôm nay biên hẹp thì cũng không có vấn đề gì, cũng vậy. Ha. À, nè những con xấu xí nha em để dành nha, dù nhà bất động sản nè thấy không? Nhìn đây. con đít này mai chạy nha, mai nó nổ lên nhưng mà nổ lên thì nó cũng chỉ là nổ lên thôi, nó cũng chưa nói lên được điều gì hết. Nhưng mà cái gì cũng vậy, rơi quá thì phải hồi, vậy thôi. Mình chỉ view đơn giản vậy thôi, à, nó sẽ hồi hết. Hồi xong tính gì tính như Nova nè, có nhiều người cho rằng hôm nay Nova đáy đấy Ừ, có thể mai nó chân thêm cây nữa cũng có thể nhưng mà tuyệt đó không bắt những dạng này nha nếu anh chị có gan bắt lúc hoảng loạn á thì lúc kéo lên anh chị mới có gan ăn còn không thì thôi nó kéo rồi thì thôi đừng đừng có bắt vô TNG nhìn cũng đẹp nè à bữa em nhìn TNG này mà em mua không kịp nói chung là chờ thôi vài phiên sau coi nó hấp thụ chỗ này sao hấp thụ tốt mình vô mua làm một vòng nữa à, ăn bữa ăn, rồi, ăn vòng bên đây rồi giờ ăn vòng bên đây à, Ok điện nè Điện cũng đang hồi thôi Cũng chưa có gì À con ghét này dạo này cũng mạnh quá ha Ghét giữ đáy tốt nè Thị trường nó cân bằng trước thị trường khoảng 2-3 phiên ấy Có nghĩa là 2-3 phiên thị trường vẫn giảm Mà nó đã có trạng thái cân bằng trước thị trường rồi Thì bây giờ nó hồi phục lên thôi Trước mắt là về lại kháng cự gần nhất Thì để coi coi nó hấp thụ cái chỗ này làm sao Đúng chưa? Nếu hấp thụ tốt thì mình bắt đầu chúng ta xem xét tiếp. Con này cũng là một phong tích lũy lâu dài nè. Đúng không? Quan trọng là những cái con nào mà qua nhịp này mà vẫn giữ được những cái đáy này là những cực kỳ chú ý nha. Tại vì đó là ý chí tổ chức đó, không phải là tự nhiên nó giữ đó đâu. Đúng không? Không phải tự nhiên nó giữ đâu anh chị. Hình dung nha. Rồi. Nhìn sơ thì nói chung quan điểm của em về thị trường tại em ít thay đổi, em chả làm gì. Thị trường xấu xấu thúi, thúi thì em canh mua. Uh, thị trường đẹp dần lại, em quan sát lượng lượng FOMO cung cầu đó là chiến thuật của em. À đó nói rồi, ví dụ như anh chị coi á, anh chị phải có những cái tư duy khác biệt thì Anh chị mới coi kênh em được Còn anh nếu trong anh chị mà đã thấy thị trường xấu rồi á Anh chị coi kênh em mà nó cũng thế Ông nào chả bán gần gần đây mà toàn là mấy ông đua không à Ta nói mấy cái người mà view mà thị trường rất tiếp á, đa phần là đều mua gần nhất, rất là gần luôn Mua mấy dòng là mua hoài không ăn là cuối cùng là đi view thị trường giảm à. Ăn không được đạp thôi à Cứ vậy không anh dung ha nói chung lên trên đây quan sát cái lượng cung cầu hôm nay có yếu tố rung rủ là em thấy ok rồi đấy càng lên càng rung càng rủ càng nhẹ nó mới liên tục tạo tâm lý nhưng cuối viên nó vẫn kéo lên là đẹp chứ thanh khoản đừng có đừng có nổ lại đúng không những cái người mà họ đứng ngoài làm ơn đừng vô nữa là ok rồi giờ nó bò bò đi lên anh dung ha với lại chữ lượng mà dinh trên thị trường đặc biệt ở nhà tôi cá nhân bây giờ là cực thấp đa phần là tổ chức hết mà tổ chức nó mà dinh thì nó bị ngu và nó tự đạp nó à không chưa à đó là những cái dự kiện quý giá đó anh chị người ta có số liệu thông số tối ta đấy cụ thể luôn đó. chứ không phải là là, là là nhìn xuông hay là nhìn cung cầu không đâu mình kết hợp nhiều yếu tố để mình báo cho anh chị nó có nhiều thông tin đúng không rồi nói chung thị trường trả lời thôi em không có gì không có nhận định gì thêm nhiều đâu nó vẫn thế hai mấy này cũng không làm gì mà nói chung hôm nay cũng chả tính lên video thì nó cũng vậy không có gì nói thêm Đúng không? Nhưng mà thôi cũng lên cho anh chị cập nhật tình hình đồ này kia. Đó, ngày mai chắc là em sẽ có một tí xíu việc bận, thành ra là chắc em cũng không ra video. Đó, còn thứ năm thì vẫn bình thường nha, thứ năm bình thường. Đó, ok nha. Rồi. Chịu khó anh chị, thị trường đạn này nó sẽ hơi chán tại vì nó cứ rung rung rủ rủ vậy nè, nó làm tâm lý liên tục á. Bà con cũng ngỡ ngàng bàn hoàng đồ này kia lắm, người ta vừa cắt ra cắt vô rồi loạn tung thì thị trưởng lên hết. Lộn tung xì vèo lên hết, đúng không? đủ thứ góc nhìn hết đúng không nó không có tư duy về nhất quán không có, không có, hành động không có kiểm soát được cứ vô mô lên đó là thấy mấy ông đùa rồi cứ xuống là mấy ông đạp đổ rồi mấy ông cắt mấy ông cắt xong rồi mấy ông mô thì trường rớt <laughs> lạ vậy mà trên ngàn ba mấy ông mua thêm là sao đúng chưa à hình dung anh chị nha rồi ok cảm ơn chị rất là nhiều dành thời gian tối nay sẽ video nguyên nếu chị thấy ai cho em một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi mà nguyên ra video anh chị ha Chúc anh chị mình một buổi tối ngủ ngon. Mai chúng ta lại tiếp tục chiến đấu với thị trường anh chị nhé. Rồi, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều.